Thằng cây nó cây mọi người ơi. Làm tí đến đổi về. Chai mọi người. Đây là cây ổi bị thiểm in nha. Hay đây ổi. Ngu à này. Nhà dân người ta phơi măng phơi ngô các bạn. Phát lồng trâu. Hả? Cây. Rất nhiều cây. Tường đi. Bạn lên đây lần nào chưa? Có một cái chuồng trại nhà ai đấy. Trông thật ma mị mọi người ơi. Wow, trên này một cái chán. Nhà trong cái dốc kia này cửa. Ờ, biết có không nhỉ? Ừ, nhưng mà... Chưa... Trạm điện bị bỏ hoang. Thoải mái đi. Nói cho bà mà. Cái gì nữa? Hả? Cái gì vậy? Không phải cái trạm điện đâu á. Hờ, bà biết đó. Hả? Không phải là nơi như kiểu ở cái trạm điện dưới của chú Hồng Yêu ấy. Ừ. Ừ. Ừ thế bạn. Ờ, đi ra nhà, ra cháu yêu. Có ai đâu mà. Mình sẽ đạp con chó xuống ít mẹ. Nhưng mà thấy thương nó chả. Bởi vì chúng mình đã rất mệt rồi. Ở đây cả con gà. Bình nướng, ở đây có cây ổi vừng đéo bóp vào ổi nè. Con chó. 999. Toàn hơi. Toàn hơi cảm hơi. Đây có cây xoài. Một cây xoài. Xa xa kia mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Đây. Ôi đó. Kia mọi người. Khế. Ok. Thôi, xin chào tất cả các bạn nha. Nhiên xem ở quê mình con chó đấy, bởi vì chúng mình ở trên rừng. Đây là cái một kia là cái áo mi cô đấy các bạn. Ờ đúng rồi đấy. Đây ao cá. Đủ đủ các kiểu là điệu. Có cảnh nha mọi người. Đi thì lên. Quả đồ. Ấy sẽ đi đây. Cái này để làm gì? Đây hả? Phơi măng à? Phơi măng, phơi ngô. Đây có cái bể nước. Hay là mệt phát từ lần cho các bạn ơi. Rất chi là mệt. Tôi chưa lên mà hầm.
kinh khủng quá. Hóa chan. Đường đi rất sâu. Ôi xin lỗi cậu. Chứ tôi ở trên đấy mà. Chứ tôi ở trong. Lên gì không? Cả. Còn nhà không? Có. Mên nhỉ? Không biết. Bây giờ mới thấy. Thật sự là ghê. Thử không? À đây. Hỏi hả? Thật. Nhưng mà tôi có thấy có cái gì đâu. Đây là cái bản. Ừ, cái như vậy đấy. Cái này chỉ bọn nó ở đây thôi. Đi. Ừ. Đi không? Không sao đâu mà nói thật. Sa chó yêu đi. Đây yêu chó. À, yêu. Xung quanh đây là đổ hết các bạn. Sự. Ném bên đây là từ về tắm đấy. Không có chết đâu. Ô hô. Vãi chưa? Bạn được bao phút rồi đấy? Chị. Hả? À. 11, 12 phút tắt đỉnh này. Rồi, đã lên chùi xong. Rất nhiều kiểu. Ừ. Ủa đi đi, quay hết. Ai ơi, không có gì đâu. Hai cây xoài và ba cây à, một cây khế và một cây ổi. Đây là cái cây gì à? Đây chính là, đây chính xác là mình sẽ quay cho các bạn xem không. Là phút đùa. View thiên nhiên. View. Hai con chó. Ở đây có cây cối mọi người ạ, bởi vì đó, chưa có người mà người ta đi đâu. Yeah. Hả? Đi. Đi. Đây là khá cảnh luôn. Này mình sẽ đi thử này. Nha. Hay đây ôi đây à. À này. Cái này để làm gì? Hả? Cái này để làm gì? Phơi măng, phơi ngô các bạn. Ok. Hay là rất nhiều cây. Tôi không đi. Rất chi là mệt. Bạn lên đây lần nào chưa? Thôi lên suốt đi. Ma mị mọi người ơi. Kinh khủng quá. Wow, trên đường cái chạm điện. Ôi xin lỗi cậu. Trước nhà trong cái dốc kia này cửa. Lên gì không? Cả. Ờ không biết có không nhỉ? Hay nước nó mới lên nhỉ? Chạm điện cũ mà. Thật sự mà. Ôi. Không phải nghe nói. Hỏi không biết đâu. Hả? Chạm điện mà. Nhưng mà tôi thấy chạm điện dưới của chú Hồng Yêu ấy. Nó không phải cái như vậy đấy. Cái này. Đi. Thế bạn. Bạn cứ đi đi. Bạn
Hay là ra ra chói rồi. Ra chói rồi. Xung quanh đây là đổ ba con chó xuống. Ít mẹ. Đến bên đây là từ gì? Ồ, ở đây có cái dài này. Tìm nữa. Thật sự là phải. Bạn được không? Đây, quay về. Đồng đã lên chùi. Ồ, đây có cây xoài ạ. Có cây xoài. À, mọi người thấy không? Đó chính là một cây xoài. Đấy kia mọi người có thấy. Ok. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Em ở quê mình có gì? Con chó đen. Mình ở trên rừng. Ở trên rừng. Ờ à, đúng rồi đấy. Ao cá mọi người ơi. Đủ đủ các kiểu là điệu. Đây kiểu quả đủ. Xung quanh này lịch sự đi đây. Phơi măng à? Phơi măng, phơi ngô. Thì có cái bể nước. Ai tưởng chào các bạn ơi. Cái rồn má. Mà tôi chưa lên mà hầm. Hỏa chân. Hỏa chân hết luôn. Hết sâu. Sâu. Thế mà. Chứ tôi ở trong ấy mà. Ở trong này á? Nhà không? Có. Mệt vỡ lụt ra. Ôi nó đi. Không biết. Bây giờ mới thấy. Đây không kịp chạm điện mọi người ơi. Gây. Bạn dám vào không? Thử không? Thử đi. À đây. Rất dễ bị mất. Thật. Tay xương xương lên xe mình chạy. Đây có cái bảng gì? Nó chỉ là cái chạm ở đây thôi. Kêu lên trên nhà bạn để sao rồi mà nói thật tôi thấy mệt lắm. Yêu chó à, yêu chó đang nhà nghỉ đây. Thật sự chỉ toàn đồ là đồ thôi. Không có chết đâu. Không chết thì đang mà cô mình sẽ quay lại một. Mệt lắm đó. Toàn quế luôn mọi người. Chít. Chít. Kiểu nhiều cây cối luôn. Quay hết. Quay về lốc bịt nhau. Ôi trời
Không có gì đâu. Em sẽ quanh xoài và ba cây xoài và một cây ổi. Mình sẽ zoom lên cho các bạn xem. Đấy chính là, đây chính xác là cây. Mình sẽ quay cho các bạn xem một phần nữa. Hello, xin chào mọi người nha. Này mình sẽ chó tiền mình sẽ review. Đây ở đây, đây chính hãng này đúng không? Ừ. Hả? Nhà nhà chưa có người, mình chỉ toàn cây là cây mọi người ơi. Làm tí đi nổi về. Cái chai mọi người. Đây là cây ổi bị thiếu ứng nha. Ngu à này. Nhà dân người ta phơi măng phơi ngô thật là mệt phát của lồng trâu hả. Cây rất nhiều cây tường đi mẹ trần mệt phát. Bạn lên đây lần nào trời có một cái chuồng trại nhà ai đấy trông thật ma mị mọi người. Wow trên nhiều. Ừ. Nhà trong cái dốc. Ờ biết có không nhỉ? Thấy ao nhưng mà chưa. Chạm điện bị bỏ hoang. Thoải mái đi. Nói cho bà mà. Cái gì vậy? Không phải cái trạm điện đâu á. Hờ bà Hàm Bia ra. Hả? Cái nó không phải là nơi như kiểu ở cái trạm điện dưới của chúng. Mệt lắm luôn rồi. Ừ thế bạn. Ờ, đi ra nhà, ra. Có ai đâu mà. Mình sẽ đạp con chó xuống ít. Nhưng mà thấy thương nó chả. Bởi vì chúng mình đã rất mệt rồi. Phải con gà. Ở đây có cây ổi, mình đéo bóp vào ổi nè. Con chó 999. Ăn hết cả hết. Ăn vật. Ôi chê. Đây có cây. Đây à. Đây. Một cây xoài. Đi à. Xa xa kia mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Đây. Thôi, mình xin chào tất cả các bạn. Mình có gì? Có đen. Ở lại trên giờ. Đây. Cá bự ngựa không? Hả? À, quay chỉ toàn cây được cây.
đây kiểu xung quanh này chị toàn đây có những cái như thế này thật là mệt phát luôn. Cái rồn má vốn cái mẹ trần. Wow, trời. Có một cái chuồng chạy. Trời thật luôn. Trong ấy mà. Ở trong này á. À. Mệt vỡ rụt ra. Ôi nhớ đi. Đấy ao nhưng mà đây không thể chạm điện mà rồi ơi. Chạm điện bị bỏ hoang. Bạn làm ao thoải mái. À. Thì... rất dễ bị ma nhập. Hả? Nó chỉ là cái chạm thôi chứ nó không phải. Lên trên nha bạn. Đi mẹ mệt lắm rồi nhỉ. Tôi thấy mệt lắm. Em chó đang nhà nghỉ đây. Sự chỉ toàn đôi là đôi thôi mọi người. Có chết thì nó mà. Nhưng mà tới khi mình sẽ quay lại mọi người. Bởi vì chúng mình toàn quế rồi mọi người ơi. Ở đây có cây. Con chó. Chín. Hả? Chín. Nhiều cây cột luôn. Quay về lốc bịt nhau ấy. Xa kia bằng ổi. Mình sẽ zoom lên cho các bạn xem. Đấy chính là cái ổi đó. À. Cây. Không biết là có đất thải hay không. Xem ở quê mình có gì. Con chó đen thì chúng mình ở trên rừng. Đây cái một kia là cái áo mi cái cô đấy các bạn. Ờ đúng rồi đấy. Ao cá mọi người ơi. Dù đủ các kiểu là điệu. Đó cảnh nhé mọi người. Đẹp. Quả đủ. Cái sợ đi đây. Đây á? Phê măng à? Phê măng, phê ngô. Đây có cái bể nước. Hay là mệt phát từ lần cho các bạn ơi. Chỉ là mệt. À, tôi chưa lên mà hầm. Khổ quá. Hòa chân. Đường đi. Rất sâu. Chứ tôi ở trên đấy mà. Chứ tôi ở trong ấy mà. Cả. Còn nhà không? Mệt vỡ luôn.
không biết. Bây giờ mới thấy. Thật sự ghê. À đây. À. Thật. Nhưng mà tôi có thấy có cái gì đâu. Đây là cái bản gì. Vậy đấy, cái này chỉ bọn nó ở đây thôi. Kiểu không sao đâu mà nói thật. Tụ chó yêu đi. Yêu chó à? Yêu chó đang nhặt. Sự chính đây là từ dưới tắm ấy. Không có chết đâu. Ô hô. Vãi chưa. Bạn được bao nhiêu rồi đấy? Chín. Hả? Chín. Một phần hai phút tắt đỉnh này. Đã lên chùi rồi. Rất nhiều kiểu nhiều kiểu đi quay hết. Ai ơi, không có gì đâu. Hai cây xoài và ba cây xoài, một cây khế và một cây ổi. Đấy là cái cây gì à? Đấy chính là đây chính xác là mình sẽ quay cho các bạn xem một lần nữa. Đã phút đùa. Review thiên nhiên. Review. Hay con chó. Ở đây có cây cối mọi người ạ. Bởi vì đã chưa có người mà người ta đi đâu. Hả? Đi. Đây là khá cảnh rồi. Này mình sẽ đi thử lên nha. Hay lấy ôi đây à. À này. Cái này để làm gì? Phơi măng, phơi ngô các bạn. Ok. Hay là rất nhiều cây. Đường đi. Rất chỉ là mệt. Bạn lên đây lần nào chưa? Thôi lên suốt đi. Thật ma mị mọi người ơi. Kinh khủng quá. Wow, trên điện một cái chán điện. Ôi xin lỗi cả. Nhà trong cái dốc kia này cửa. À, ở biết có không nhỉ? Hay nước nó mới lên nhỉ? Chạm điện cũ mà. Thật sự là mà. Đây. Ông mày nghe nói. Mỏi. Chạm điện à? Hả? Chạm điện mà. Nhưng mà tôi thấy chạm điện dưới của chú Hồng yêu ấy. Nó không phải cái như cái đấy. Cái này. Thế bạn. Bạn cứ đi đi. Ra nhà ra ra chó yêu đi. Ra chó yêu đi. Nhà. Đạp con chó xuống ít mẹ. Đến từ đây là từ gì? Ồ, ở đây có cái dài này. Đi nướng.
thật sự là phải. Bạn được không? Đây, phải vài. Đây có cây xoài rồi ạ. Một cây xoài. Mọi người thấy không? Đó chính là một cây. Đấy kìa mọi người có thấy. Ok. Hello, xin chào mọi người nha. Đây, chó tiền gì đây ở đây đây chính hãng này đúng không? Ừ. Ừ. Hả? Nhà nhà chưa có sức quậy, chỉ toàn cây là cây mọi người ơi. Làm tí đến đổi về. Cái chai mọi người. Đây là cây ổi bị thiếu ung nha. Chị Toàn ngu rồi. Dân người ta phơi măng phơi. Thật là mệt phát của lông trâu. Hả? Cây bốn cây mẹ trần. Mệt phát. Wow, trời. Trông thật ma mị. Wow. Ở biết thấy ao nhưng mà chưa chạm điện bị bỏ hoang đấy thoải mái đấy cho bà mà hai nhập hả cái gì vậy không phải chạm điện đâu á hơi bà bia đấy nuôi nó không phải là nơi như kiểu ở cái trạm điện dưới. Mẹ mệt lắm mọi người. Ừ thế bạn. Ờ đi ra nhà ra. Có ai đâu mà. Mình sẽ đạp con chó xuống. Nhưng mà thấy thương quá chả. Người. Bởi vì chúng mình đã rất mệt rồi. Con gà rồi ở đây có cây ổi mình đéo bóc vào ổi nè con chó hả chín 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 kia mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Đấy, chính là cái ổ đó. Cái ổ khế. Thôi, mình xin chào sẽ mở quê mình.
Mình có gì? Con chó đen. Mình ở trên rừng. Ở trên rừng. Ờ đúng rồi đấy. Ao cá mọi người ơi. Đủ đủ các kiểu ăn là điệu. Đây kiểu quả đủ. Xung quanh này sẽ đi đây. Phơi măng à? Phơi măng, phơi ngô. Đây có cái bể nước. Phát từ lồng chó các bạn ơi. Cái rồn má. À, tôi chưa lấy cái mà hầm. Quá chân hết luôn. Rất sâu. Sâu. Thế nếu mà chứ tôi ở trong ấy mà. Ở trong này á, còn nhà không? Có. Mệt vỡ lụt ra. Ôi nó đi. Không biết. Bây giờ mới thấy. Đây không kịp chạm điện mà rồi đâu. Gươi. Bạn làm sao? Thử không? Thử gì? À đây. Rất dễ bị. Thật. Tay sư sư lên lên xe này cháu. Đây là cái bản gì? Nó chỉ là cái chỗ nó ở đây thôi. Bỏ hoang rồi. Kiểu? Lên trên nhà bạn. Đi xa rồi mà, nói thật. Tôi thấy mệt lắm. Yêu chó à? Yêu chó đang nhà nghỉ đây. Thật sự chỉ toàn đôi là đôi thôi mọi người. Không có chết đâu. Không chết thì làm khô. Mình là sẽ quay lại. Mệt lắm đó. Toàn quế luôn mọi người. Kiểu nhiều cây cối luôn. Quay hết. Quay về lốc bịt nhau. Trời ơi. Không có gì đâu. Nhà mình sẽ quanh xoài. Và ba cây xoài. Ê. Và một cây ổi. Mình sẽ zoom lên cho các bạn xem kìa. Đấy chính là. Thì chính xác là. Mình sẽ quay cho các bạn xem một phần nữa. Xem ở quê mình ở. Con chó đen thì chúng mình ở trên rừng. Đây cái mục kia là cái áo như cái cô đấy các bạn. Ờ đúng rồi đấy. Đây. Ao cá mọi người. Đủ các kiểu ăn là điệu. Ai đó. Hoa cảnh nhé mọi người. Chịu đây. Quả đủ. Đi đây. Đây á.
Phê Măng à? Phê Măng, Phê Ngô. Đây có cái bể nước này. Là mệt phát từ lần cho các bạn ơi. Chỉ là mệt. Tôi chưa lên mà hầm không quá quá chán. Đường đi rất sâu. Chứ tôi ở trên đấy mà. Chứ tôi ở trong ấy mà. Cả còn nhà không? Có. Mệt vợ. Không biết. Bây giờ mới thấy. Thật sự là ghê. Thử không? À đây. À. Thật. Nhưng mà tôi có thấy có cái gì đâu. Đây là một cái bảng. Như cái đấy, cái này chỉ bọn nó ở đây thôi. Đi. Không sao đâu mà, nói thật. Sao chó yêu đi. Yêu chó à? Yêu chó lắm. Xung quanh đây là đổ hết các bạn. Thật sự. Đến bên đây là tôi về tắm. Không có chết đâu. Ô hô. Mệt lắm đó. Phải chưa? Bạn được bao phút rồi đấy? 9 11, 12 phút tắt đường. Đừng mãi lên chùi ra. Rất nhiều kiểu nhiều kiểu đi đi quay hết. Ai ơi, không có gì đâu. Hai cây xoài và ba cây xoài, một cây khế và một cây ổi. Đây là cái cây gì à? Đây chính là, đây chính xác là. Tôi sẽ quay cho các bạn xem một vòng nữa. Là phố đùa. View thiên nhiên. View. Hai con chó. Vì có cây cối hết mọi người ạ. Bởi vì chúng nó cũng đang khơi rồi. Đây là cái hồ kia là để nó bình thường. Đây. Người mà người ta đi đâu ạ? Đi. Đây là khá cảnh nha mọi người. Này mình sẽ đi kiểu này. Hay đây ôi đây à. À này. Hả? Đây à? Ngô ok. Hay là mệt phát nhiều cây.